bại 0-1 trên sân của Everton ở vòng đấu vừa rồi, Man United đã tiếp tục gây ra nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ về màn trình diễn của mình. Đáng lo hơn khi họ đang ngày càng bị top 4 bỏ xa, cụ thể ở hiện tại với chỉ 51 điểm sau 31 vòng đấu. Thầy trò ông Verab đã bị đẩy xuống tận vị trí thứ 7 trên bàn xếp hạng cùng khoảng cách đã bị nới rộng thành 6 điểm. Tuy về mặt lý thuyết, quỷ đỏ thành Manchester vẫn còn cơ hội cạnh tranh cho suất dự cúp C1 châu Âu. Thế nhưng với màn trình diễn như hiện tại sẽ rất khó để họ hướng tới điều gì đó. Kể cả là sân chơi thấp hơn như Europa League. Cụ thể ở 5 vòng đấu vừa rồi, điểm sáng lớn nhất của Man United là chiến thắng trước Tottenham, còn lại là gây thất vọng với 4 trận toàn hòa và thua. Cũng vì màn trình diễn như vậy mà niềm tin dành cho thầy trò Virat Ranik đang ngày càng suy giảm. Và vòng đấu tới đây dù chỉ phải chạm trán một Norwich dưới cơ hoàn toàn, thế nhưng khả năng kết quả tích cực của họ cũng không được đánh giá cao. Đâu chỉ có thế những nghi ngại cho quỷ đỏ thành Manchester còn đến từ chính đối thủ của họ. Cần biết rằng Norwich ở hiện tại đã có màn trình diễn khá tích cực với những kết quả tương đối tốt. Cụ thể ở cả hai vòng gần nhất đều đã có điểm, thậm chí còn có một chiến thắng. Cũng chính vì kết quả này mà thầy trò huấn viên Dean Smith đã được tiếp thêm hy vọng cạnh tranh trụ hạng. Cụ thể lúc này tuy vẫn đứng cuối trên bảng xếp hạng với 21 điểm sau 31 trận, nhưng khoảng

cũng chính hoàn cảnh như vậy mà niềm tin và quyết tâm thi đấu của Northwick đang là rất lớn và đồng thời cũng làm tăng những nghi ngại cho Man United ở trận đấu tới. Tuy nhiên trong bối cảnh mà niềm tin về chuyên môn đang suy giảm như vậy nhưng trên sàn giao dịch châu Á, sự ủng hộ vẫn được hướng đến đội chủ sân Old Trafford khi nhà cái xếp họ chấp tới 1 3 4. Nên nhớ lần tiếp đón Northwick mùa trước Man United cũng chấp tương tự dù đó là thời điểm họ có điều kiện tích cực hơn nhiều về chuyên môn. Có so với mức chấp một họa ở trận lượt đi trên sân Carrow Road, mức kèo này cũng được đánh giá là tương xứng chính vì diễn biến tích cực trên thị trường như vậy mà hy vọng là vẫn có cho quỷ đỏ thành Manchester ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng với phong độ bất ổn mà hàng công đang thể hiện sẽ rất khó để trông đợi vào một kịch bản tương bừng từ các chân sút của Man United, nhất là trong một trận đấu với một đối thủ đã rất cần điểm như Norwich. Mặc dù vậy, diễn biến khá tích cực từ thị trường nhà cái, xếp kèo té xỉu lên tới ba hòa đã cho thấy hy vọng và vẫn có khả năng bùng nổ của trận đấu. Vì vậy, mốc trên cũng được xem là lựa chọn đáng trông đợi ở đây. Bên cạnh sự hấp dẫn của các trận đấu tại vòng 33 giải Hoàng Anh, sự chú ý của người hâm mộ bóng đá xứ sương mù còn hướng đến Cup FA, nơi sẽ diễn ra các trận đấu của vòng bán kết với tâm điểm là cuộc đối sức Man City và Liverpool. Cần biết rằng mới chỉ cách đây một tuần, cả hai cũng đã chạm trán nhau tại giải Ngoại Anh trên sân Etihad với kết quả hòa hai đều. Ở cuộc đụng độ sắp tới với việc sẽ diễn ra tại Wembley, yếu tố sân bãi không còn ảnh hưởng quá lớn và cơ hội dành cho cả hai sẽ là như nhau. Tuy nhiên, tình hình hai đội ở hiện tại cũng đã có sự thay đổi khá lớn sau một tuần và khả năng ảnh hưởng kết quả trận đấu từ những biến động ấy cũng được đánh giá cao hơn. Cụ thể ở đây là những bất lợi dành cho Man City đang dần trở nên lớn hơn khi họ vừa có chuyến hành quân đầy khó khăn đến Tây Ban Nha trong khuôn khổ trận lượt về tứ kết Cúc C1 châu Âu với Atletico Madrid. Mặc dù vẫn giành vé đi tiếp nhưng cái giá phải trả của thầy trò huấn viên Guardiola là rất lớn khi hai cái tên quan trọng là Kai Walker và De Bruyne đã dính chấn thương. Trái lại ở phía đối diện tuy cũng thi đấu trận lượt về tứ kết cúp C1 châu Âu với Benfica, nhưng Liverpool ở trong tình cảnh thuận lợi hơn nhiều khi đã thắng 3-1 ở lượt đi, lại được chơi trên sân nhà ở lượt về. Và thực tế thì huấn viên Jurgen Klopp cũng đã biết cách tận dụng lợi thế của mình để đảm bảo tất cả các nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể đó là việc họ vẫn có vé đi tiếp sau kết quả hòa ba đều. Đã thế lại luôn chuyển đội hình thành công khi một loạt trụ cột được nghỉ ngơi hay có chăng cũng chỉ là vào sân từ băng ghế dự bị. Chính vì vậy mà đánh giá cho sự chuẩn bị trước cuộc đội sức tại trận bán kết của FA sắp tới của đại diện vùng Merseyside cũng là tích cực hơn nhiều. Trên sàn giao dịch châu Á, sự ủng hộ cũng dành cho Liverpool khi nhà cái xếp kèo hòa được thua cho trận đấu. Cần biết rằng những lần đụng độ gần đây, Man City thường chiếm ưu thế khi được xếp chiếu trên, kể cả trên sân Anfield như hai lần gần nhất cũng chấp tối thiểu một phần tư. Với việc trận đấu tới sẽ diễn ra trên sân trung lập và mức kèo chỉ được đưa ra như vậy đã cho thấy vị thế suy giảm của The Citizens. Chính vì đặc điểm ấy lại kết hợp cả những yếu tố từ chuyên môn. Rõ ràng lữ đoàn đỏ mới thực sự là cái tên để trông đợi ở cuộc đọ sức sắp tới. Trên phương diện tổng bàn thắng với tính chất quan trọng của trận đấu, đánh giá cho khả năng xuất hiện kịch bản cởi mở với nhiều pha lập công là không cao. Tuy vậy thì với đối chơi tấn công đã thành thương hiệu, chắc chắn cả hai vẫn sẽ chủ động hướng đến khung thành đối phương. Qua đó khiến đánh giá cho khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng của trận đấu vẫn rất lớn. Trên thị trường mức kèo tài xỉu 2 3 tư mà nhà cái đưa ra cũng được đánh giá là tích cực trong hoàn cảnh này. Chính vì vậy nên vẫn có thể đặt niềm tin cho mốc trên của trận đấu. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn, truy cập aegon1.net